Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng tầm nông sản địa phương, tạo sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, tạo động lực phát triển các sản phẩm truyền thống theo hướng chuyên sâu. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đang được tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực triển khai để tạo thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ. Công tác thực hiện phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh ngành nghề nông thôn, phát triển du lịch nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Sau 6 năm thực hiện, chương trình OCOP của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay toàn tỉnh có 88 sản phẩm OCOP được đánh giá và công nhận, trong đó một sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia là sản phẩm bún bò Huế, gia vị hoàn chỉnh. 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 18 sản phẩm 4 sao, 65 sản phẩm đạt 3 sao. Những con số trên cho thấy, sau thời gian triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, trên địa bàn tỉnh đã có những thành công nhất định khi đạt được tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng, qua đó giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu và hướng đến xuất khẩu sản phẩm OCOP. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, chương trình OCOP nói chung, thì là giúp cho các địa phương phát huy được các cái tiềm năng lợi thế của mình thông qua là giới thiệu các cái sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương, từ đó đã hình thành nên những cái câu chuyện văn hóa, câu chuyện liên quan tới sản phẩm OCOP, và thông qua những cái câu chuyện về sản phẩm này đã góp phần quảng bá cho hình ảnh của địa phương, cho cái vùng đất con người mà nơi các cái sản phẩm OCOP nó hình thành, từ đó được nó giúp lan tỏa được các cái thông điệp tốt đẹp và các cái sản phẩm OCOP theo đó nó cũng được hưởng lợi, và nó theo các cái kênh quảng bá này nó đến với tay người tiêu dùng và được người tiêu dùng đón nhận. Toàn xã Quảng Thọ hiện có gần 90 hecta rau má, trong đó có 70 hecta đã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp và 1 hecta sản xuất theo hướng hữu cơ. Sản lượng bình quân đạt 3.000 tấn một năm, trung bình mỗi hecta cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương với thu nhập ổn định, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, sản phẩm của địa phương cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh với trà rau má Quảng Thọ đạt 4 sao và bột matcha rau má Quảng Thọ đạt 3 sao. Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ 2 tiếp tục đẩy mạnh việc chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm từ rau má để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao thương hiệu rau má Quảng Thọ. Để tạo đầu ra ổn định cho rau má, hợp tác xã đã tiến hành thu mua, bao tiêu sản phẩm và làm tổ vai trò kết nối giữa nông dân và các kênh tiêu thụ. Song song đó, hợp tác xã cũng đã tranh thủ nguồn lực đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, chế biến các sản phẩm rau má với hệ thống máy móc và quy trình công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm từ rau má có chức năng hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng. Được chứng sản phẩm OCOP 4 sao thì mỗi xã là một sản phẩm cho hai loại trà rau má, gọi là trà rau má Tùy Lộc và trà rau má Sao Khô. Một trong những 6 sản phẩm đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Đây là đặc sản vùng miền và là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế, nên được quảng bá và giới thiệu trên các trang thương mại điện tử của tỉnh cũng như là các sàn thương mại điện tử để mà khách hàng tiếp cận được dễ dàng và mọi người biết đến nhiều hơn. Qua đó thì đẩy mạnh được cái sản phẩm thì đem lại cái thu nhập cho hộ thành viên trong hợp tác xã, nâng cao cái thu nhập trên diện tích canh tác của cái rau má. Nhằm quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ 2 cũng đã xây dựng cửa hàng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm rau má cũng như các sản phẩm chủ lực của huyện Quảng Điền. Ngoài ra, đã hình thành chuỗi bán hàng qua mạng xã hội thông qua các kênh bán hàng thông minh như Shopee, Lazada và một số sàn thương mại điện tử, từ đó kết nối thông tin giữa nhà cung cấp và khách hàng, tạo thuận tiện trong giao dịch và buôn bán. Sau những thành công bước đầu của các sản phẩm như trà vả Lộc Mai, thực phẩm hỗ trợ trị bệnh tiểu đường viên uống TDFIC, thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lộc Mai đóng tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm rượu vang Bạch Mã. Đây là sản phẩm rượu vang đầu tiên tại Việt Nam được lên men tự nhiên với nguyên liệu chính từ trải vả. Sự ra đời của dòng vang Bạch Mã là cả một quá trình, mà ở đó chỉ có những người con của vùng đất, nơi mà sản vật quê hương là trải vả hiện diện nhiều nhất. Và để hiện thực hóa giấc mơ vang Huế, công ty Lộc Mai đã tiến hành thu mua nguyên liệu trải vả của người dân tại địa bàn các xã của huyện Phú Lộc để làm nguyên liệu sản xuất. Dòng vang Bạch Mã của công ty Lộc Mai thì cũng là một sản phẩm mới, nên là thị trường cũng là ban đầu cũng khó chấp nhận,
Nhưng mà sau thời gian hoạt động thì sản phẩm cũng được là đón nhận ở các thị trường trong nước. Cái thương hiệu OCOP là thương hiệu rất là nổi tiếng. Bây giờ khách đến Huế thì người ta search tìm những từ khóa là OCOP. Thì những sản phẩm nào có đặt OCOP thì người ta tin tưởng rất là cao. Thì trong đó rượu vang Bạch Mã là đặt OCOP 4 sao. Đó là một cái điểm nhấn mà khách hàng tin tưởng. Theo như tiêu chuẩn của OCOP 4 sao thì đòi hỏi những tiêu chí rất là nghiêm ngặt về là vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ nhất là về nhãn mác bao bì, và cái cốt lõi nhất là cái nguyên liệu đầu vào của sản phẩm là không quá 2%. Thì những yêu cầu đó là sản phẩm của vang Bạch Mã đều đạt được. Với phương châm lấy chất lượng, uy tín làm tôn chỉ hoạt động, rượu vang Bạch Mã đã từng bước khẳng định được giá trị của một dòng rượu vang mang đậm dấu ấn của vùng đất và văn hóa Huế. Năm 2021, sản phẩm rượu vang Bạch Mã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, một trong 45 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Từ đây mở ra cơ hội mở rộng thị trường thông qua công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, giúp nâng cao giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là động lực để sản phẩm rượu vang Bạch Mã hướng đến sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng, cải thiện thu nhập cho người dân địa phương. Du lịch cộng đồng, điểm du lịch là một trong 6 nhóm sản phẩm thuộc chương trình OCOP. Thừa Thiên Huế là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển nhóm sản phẩm này, và điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thành tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền đã và đang cho thấy tiềm năng phát triển của mình bằng việc bước đầu đã cung cấp các dịch vụ vui chơi và trải nghiệm thú vị cho du khách. Không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, lợi ích kinh tế cho địa phương, việc hình thành xây dựng địa điểm du lịch cộng đồng này trở thành một sản phẩm OCOP đã góp phần tạo ra các giá trị kinh tế bền vững trên cơ sở giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của địa phương này. Chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Quảng Lợi thì Ủy ban xã luôn là quan tâm kêu gọi các chương trình, các dự án để đầu tư về khu vực Ngư Mỹ Thành để tập trung phát triển du lịch cộng đồng. Đó là một trong những chương trình trọng điểm của xã, hiệu quả của du lịch cộng đồng tại địa phương. Hiện nay là du khách rất là muốn về tại Ngư Mỹ Thành để tham quan trải nghiệm các loại hình du lịch, các sản phẩm. Qua đó nó đem lại được hiệu quả là giải quyết được việc làm cho người dân lao động nông thôn ở tại thôn Ngư Mỹ Thành nói riêng và xã nói chung. Ngày nay, du lịch sinh thái cộng đồng đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo du khách. Việc được đến một vùng đất mới, trải nghiệm văn hóa cũng như cuộc sống bình dị của một địa điểm mới lạ tạo ra sự hấp dẫn thu hút du khách. Khám phá đầm phá Quảng Lợi, trải nghiệm nghề đánh bắt thủy sản bằng nò sáo cùng ngư dân tại đây là một hoạt động thú vị được hầu hết mọi người lựa chọn khi đến với Ngư Mỹ Thành. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một bãi nước mênh mông với vô vàn tôm cá và các loài thủy sản có giá trị. Và nghề nuôi trồng đánh bắt thủy sản trên đầm phá đã trở thành nét đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây. Dựa trên những lợi thế có sẵn, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Tam Giang Quảng Lợi đã kết hợp với bà con ngư dân tại đây xây dựng và đưa vào khai thác hoạt động này. Cái mô hình phát triển du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thành thì trong thời gian qua được sự quan tâm của các cấp các ngành đã giúp đỡ tạo điều kiện cho cái du lịch cộng đồng của Ngư Mỹ Thành ngày một phát triển và đi lên. Hợp tác xã cũng đã là xây dựng các cái sản phẩm như đổ nò, đạp trìa, bơi thuyền sup, trải nghiệm một ngày nông dân và làng nghề mây trai đăng truyền thống của Thị Lập, và đó là những cái hoạt động mà bổ ích và rất là thú vị đến cho du khách. Trong cái công tác quảng bá cũng như các sản phẩm mà quảng bá các du khách đã thu hút lượng du khách về khá đông và đem lại cái nguồn lợi cho bà con làm du lịch trong cái sinh kế được bền vững và kinh tế ngày một đi lên. Sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái Ngư Mỹ Thành sau khi được công nhận sản phẩm OCOP đã thực sự mở ra một hướng phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững cho địa phương. Với việc tập trung khai thác các giá trị tài nguyên du lịch đặc thù về văn hóa, lối sống, truyền thống làng quê gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại xã Quảng Lợi đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, không những tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao đời sống cho người dân tại đây. Sản phẩm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thành còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Không chỉ mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, các sản phẩm OCOP còn giúp các địa phương tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao đời sống cho nhân dân. Sau khi đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP ở cấp địa phương,
Các sản phẩm tiêu biểu này sẽ được hỗ trợ để hoàn thiện, nâng cao tiêu chí và tiếp tục tham gia vòng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tại địa phương, việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm được gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Nhờ vậy, số lượng sản phẩm chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP ở mỗi địa phương ngày một tăng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã và đang tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế. Cùng với việc lập quy hoạch vùng sản xuất phát triển chuỗi liên kết, tỉnh chủ trọng xây dựng nhãn hiệu cho các nông sản đặc trưng, từ đó nâng cao giá trị và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.